Cô chú anh chị thì đều có cái nguy cơ khi có cái tăng mỡ máu cả, và tùy người sẽ có tùy cái nhóm nguy cơ khác nhau, tùy cái kiểu nguy cơ khác nhau, nên là bây giờ ai có mỡ máu thì cũng lo từ sớm là vừa ha. Và hôm nay thì Trường sẽ livestream nói lại về cái chủ đề mỡ máu, và cho các cô chú anh chị ở đây ai mà đang bị tình trạng mỡ máu hoặc là có cái tình trạng rối loạn về cái chuyển hóa thì nắm được một vài cái thông tin cơ bản. Mọi người ở đây thì ắt hẳn thì ai cũng nghe tới cái mỡ máu rồi. Cái mỡ máu là cái tình trạng tăng những cái yếu tố ở trong máu mà nó liên quan tới cái thành phần dầu mỡ, là ví dụ như là cholesterol, cholesterol toàn phần, hay là triglyceride, hay là LDL cholesterol hay còn gọi là cholesterol xấu, hoặc là HDL cholesterol hay còn gọi là cholesterol tốt. Mình nói riêng về LDL, đó là cái LDL là cholesterol tỷ trọng thấp, thì nó sẽ đem cái cholesterol tới, nó lắng động ở thành mạch. Thì bây giờ cái thành mạch nó đang tròn trịa, nó đang chảy tốt như thế này. Đây là những cái tế bào hồng cầu. Bây giờ cái thành mạch nó bị cái cholesterol nó tràn qua, nó tạo cái mảng xơ vữa. Và cái mảng xơ vữa này thì sao? Cái mảng xơ vữa này nó lại bít dần, giống như cái ống nước của nhà chúng ta, ống nước thải ấy, xong nó rác nó động dần, nhất là dầu mỡ ở trong ống nước thải ấy, nó động dần, nó bít cha cái ống lại. Thì có một ngày nào đó cái rác nó đi ngang qua đây, nó bít thêm nữa là nó tắt luôn. Thì máu chúng ta không có rác, nhưng mà máu chúng ta có cái gì? Nó có những cái tiểu cầu, và nó đem tới đây. Khi mà nó vỡ cái tiểu cầu ra, nó tạo cái cục máu đông ở đây. Khi nó tạo cái cục máu đông ở đây, cái là nó bít tắt lại. Bít tắt lại ở đây thì nó gây nhồi máu phía sau. Còn nếu mà nó không bít tắt mà nó đu đưa cái cục máu đông ở chỗ này, sau đó nó bị cái lực tim á, nó đẩy cái nó phóng đi. Nó phóng đi cái là cái cục máu đông nó lơ lửng trong lòng mạch, xong nó tìm lại cái chỗ nào mà cái mạch nó nhỏ là nó tắc lại. Ví dụ như tắc mạch chi là gây ra là hiện tượng là đau ở chi, đau ở dưới chân á, đi không được. Hay là tắc mạch não thì gây là nhồi máu não. Hay là tắc mạch gì nữa, tắc mạch vành thì gây là nhồi máu cơ tim. Thì tất cả những cái triệu chứng đó thì cô chú anh chị thì đều có cái nguy cơ khi có cái tăng mỡ máu cả, và tùy người sẽ có tùy cái nhóm nguy cơ khác nhau, tùy cái kiểu nguy cơ khác nhau. Nên là bây giờ ai có mỡ máu thì cũng lo từ sớm là vừa ha. Nhất là 40 tuổi trở lên là lo về cái mỡ máu của mình đi. Bởi vì Trường nói trong tất cả những buổi livestream gần đây rồi, đó là cái mỡ máu thì nó tăng lên chỉ là chúng ta xét nghiệm thấy thôi, chứ còn chúng ta không có cảm giác được nó, không thấy mệt, không thấy thèm ăn, thèm khát, thèm uống hay gì hết, nhưng mà nó vẫn tăng lên và chúng ta thấy rất là khó chịu khi nó tăng lên.